Doji S88 Plus. Hôm nay thì mình sẽ test nước con máy này nhưng mà phải hardcore một tí. Đó chính là mình vừa mở YouTube mà mình vừa test nước nha. Mở nhạc bass EDM non-stop cực mạnh. Lưu ý với anh em là khi test nước các bạn nên đóng kín tất cả những cái cổng kết nối nha, đừng có để hở. Đó, và con này loa nó ở phía dưới này. Chúng ta cùng bật nhạc quẩy. Và sau đó là ngâm nước thôi. Mình sẽ ngâm trong vòng là 20 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Và mình cũng sẽ là ngâm một cái con máy khác để mà đo thời gian luôn. Nói vậy chứ ai lại ngâm, bấm giờ thôi. Rồi, bấm giờ con Nokia G10 này nhé, các bạn nhé. Nãy giờ chắc cũng phải được cả 30 giây rồi đấy, nhưng mà thôi, cứ ngâm như này thôi. Như vậy là mình đã ngâm nước được chính xác là phải tầm khoảng là hơn 20 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem nhé. Wow. Rồi đầu tiên là chúng ta thử check loa xem nó có bị ảnh hưởng gì không nhé. Nãy thì mình bật nguyên cái video này luôn. Tất nhiên loa có nước á, nên là nó âm lượng nó bị ảnh hưởng. Nó không được to như bình thường nhưng mà các bạn sẽ phải chờ cho nó khô ha. Thì nó ok thôi, không có vấn đề gì. Đó, lo nó bị rè rồi. Coi màn hình thì vẫn hoàn toàn bình thường, sóng sánh các kiểu. Nói chung những cái con máy phân khúc như thế này thì các bạn cứ yên tâm về cái khả năng chống nước. Loa trong loa ngoài mình thấy vẫn ok nha. Đó. Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online. Và trên tay mình đây là một chiếc điện thoại được mệnh danh là Iron Man, với dung lượng pin khủng lên đến 10.000 mAh. Và đặc biệt chiếc máy này thì sẽ cho thời gian chờ lên đến 1.008 giờ, tức là thời gian chờ của nó lên đến 42 ngày. Và đây chính là chiếc Doji S88 Plus. Mình đang test pin con máy này bằng cách cho nó chạy YouTube. Đó, mình cho nó chạy từ trưa đến giờ luôn này. Cho các bạn xem cái ảnh chụp màn hình nhé. Cũng như là mình vừa mới test Genshin Impact chiếc máy này xong. Lúc mình cho nó chạy YouTube là 13:49. Lúc đó chiếc máy này đang có 59% pin nha, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nha. Đó, mình bật hai pháp TV, cứ một tập là 1-2 tiếng mình cho nó tự động nó chạy á. Thì đến bây giờ là bao nhiêu nào? Bây giờ là 17:06. Thì mình ước chừng là 3 tiếng mình đã chạy tầm khoảng là 3:16-17. Và bây giờ pin của mình là 35%, tức là nó hao khoảng 24% pin. Tức là xem YouTube 1 tiếng thì nó hao 8% pin, có nghĩa cỡ như vậy. Mình để độ sáng đó chính là 100%, và cái âm lượng của nó là đạt tầm 50% nha. Cái khi mà mình test xem phim như này. Tức là các bạn xem YouTube bằng Wi-Fi 1 tiếng thì hết 8% pin, thì các bạn cứ tính ra đi. Con này phải là một con trâu pin. Và trên bàn mình đây thì có hộp của chiếc Doji S88 Plus. Thú thực với các bạn, con máy này thì không phải là mình mua online, mà mình mượn ở bên cửa hàng Smartphone Store VN. Đây là đại lý phân phối chính thức của những cái dòng điện thoại siêu bền tại thị trường Việt Nam, như kiểu là Doji, rồi là Ulefone, hay là một vài những cái thương hiệu khác. Và các bạn lưu ý đây là hàng chính hãng, sẽ khác hoàn toàn với các bạn mua ở trên Lazada, là hàng gửi từ Trung Quốc qua. Cho nên việc các bạn mua hàng ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có bảo hành rất là yên tâm nha. Thì tất nhiên các bạn vẫn hoàn toàn có thể là mua được chiếc máy này với hình thức online. Thì đường link mình cũng sẽ để phía dưới mô tả video. Mà chúng ta cùng khám phá xem hộp con máy này có gì, và chiếc máy này thì nó sẽ có những cái tính năng gì đặc biệt ha. Đó, hộp bên trong chúng ta được tặng một cái sợi dây để mà đeo vào, tránh làm rơi rớt và thất lạc máy. Đó, mình đã lấy con máy này ra được tầm khoảng 2-3 ngày để mà test rồi. Mình cũng đăng lên group những cái hình ảnh mà mình test camera và các kiểu ấy. Các bạn được tặng kèm một cái miếng dán màn hình ha. Mình nghĩ thì hãng sản xuất họ dán vào sẵn thì sẽ là ok hơn. Và chúng ta có một cái jack chuyển là Type-C qua 3.5. Bởi vì con này nó không có jack cắm 3.5mm, một cái điều phải nói là khá là khó hiểu ha, đối với một cái dòng máy siêu bền như thế này. Có thể là họ muốn tiết kiệm cái cổng kết nối ấy, tức là họ không làm nhiều cổng kết nối để mà gia tăng cái khả năng chống nước. Và chúng ta có cáp và cái củ sạc. Cáp này là USB Type-C màu đen, và củ sạc tay A
Và nó hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa đó chính là 24W các bạn nha, 12V và 2A, tức là rơi vào tầm khoảng là 24W. Tuy nhiên con này do pin trâu nên nó sẽ có thêm những cái tính năng khác như kiểu là sạc không dây cho những cái thiết bị khác. Đây mình cho các bạn xem này, chúng ta vào phần cài đặt. Pin có cái phần là sạc không dây. Đó, sau khi kích lên thì các bạn để những cái chiếc điện thoại mà có sạc không dây lên thì ngay lập tức nó sạc. Thấy chưa? Mình test sạc iPhone rồi là Mi 11 rồi Find X3 Pro hay là Samsung S21 Ultra thì nó đều sạc được hết. Cũng như nó cũng sẽ có cái tính năng như một cái viên pin sạc dự phòng thông qua là USB OTG ấy, các bạn cứ cắm vào đây này là chúng ta cũng sạc pin được cho những cái chiếc máy khác. Và mình nghĩ cũng khá là hữu ích nếu như bạn nào mà chúng ta xài những cái tai nghe True Wireless ấy, mà có sạc không dây thì sạc bằng con này rất ok, hoặc là chữa cháy, bởi vì pin 10.000 là một cái mức pin rất lớn ha, nó đủ khả năng để chúng ta sạc cho những cái chiếc máy thông thường tầm khoảng là 3.000 mAh, khoảng 1 hoặc 1,5 lần thì hoàn toàn là ok. Nói về mức giá thì con máy này nó bán với cái phân khúc là tầm trung các bạn nha, chứ nó không phải là những cái con máy bán trong phân khúc tầm 4 5 củ đổ về như trước đây mình từng làm. Và con này thì nó bán với phân khúc lên đến tầm 7 triệu đồng lận. Đó, rõ ràng với cái phân khúc giá này 7 củ thì các bạn sẽ mua được rất rất nhiều những cái chiếc smartphone cấu hình cao, rồi là kể cả là gaming phone hoặc là những cái chiếc máy khác, kể cả chính hãng lẫn hàng xách tay có cấu hình rất là tốt. Còn chiếc máy này thì rõ ràng nó hướng đến một cái thị trường ngách dành cho những người mà làm phủ hồ, làm công trình, những người hay đi du lịch, đi phượt đến những cái điều kiện môi trường khắc nghiệt, hoặc là những người mà chúng ta sống ở những cái vùng cao, những cái vị trí địa lý khắc nghiệt như kiểu như ở trên Sapa, những vùng núi Tây Bắc, rồi là đó là sẽ phù hợp với những cái dòng máy này, bởi vì là thứ nhất là pin quá trâu và thứ hai là con này có thiết kế là siêu bền, đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ, và thiết kế của nó thì phải nói là cực kỳ hầm hố luôn. Và mặt lưng phía sau chúng ta có một cái khu vực được gia công bằng 4 con ốc. Ốc này là ốc 6 cảnh luôn nha, rất là chất, rất khó để mà tháo ra, phải có vít chuyên dùng thì chúng ta mới tháo ra được. Với camera có 3 mắt này, và đặc biệt là chúng ta có thêm một cái đèn LED ở đây này, rất giống với Iron Man, nên con này được mệnh danh là Iron Man. Với thiết kế mặt lưng thì chúng ta sẽ có những cái khu vực được làm bằng cao su, có những cái họa tiết rất là gồ ghề, rất là mạnh mẽ. Đó, logo Doji chất lừ luôn. Ở đây là vị trí để mà các bạn đeo cái dây đeo ấy. Dây đeo này làm cũng rất là dễ để các bạn gắn nó vào, cũng là một cái điểm cộng nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đeo vào như này này. Rồi ở bốn góc cạnh thì chúng ta cũng có những cái vị trí bằng cao su để mà gia cố, để khi các bạn rớt theo cái chiều ngang như thế này thì nó sẽ nảy lên để mà hạn chế va đập á, làm tổn thương. Và bộ khung này thì phải nói là vô cùng cứng cáp và chắc chắn, nó được hoàn thiện từ thép kết hợp với những cái con ốc 6 cảnh vẳng chắc như thế này này. Các bạn nghĩ là cái bộ khung này thì nó siêu bền luôn, chỏi chó, rồi là kiêm một cái vũ khí để các bạn tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết là hoàn toàn khả thi nha. Và ở cạnh trái chúng ta sẽ có là phím nguồn này, tăng giảm âm lượng này, những cái phím bấm làm rất to này, được có những cái họa tiết chéo để mà chúng ta bấm được bám tay, có cảm biến vân tay này, đặt ở đây này. Đó, cạnh trái thì có khay sim này thì các bạn sẽ lắp được hai sim hoặc là một cái khe cắm thẻ nhớ, nhưng đây là dạng khay sim hybrid nha, có nghĩa là một sim một thẻ nhớ hoặc hai sim chứ không gắn được đồng thời cả ba cái. Các bạn sẽ có hai cái phím này để mà chúng ta kích hoạt chế độ SOS, hoặc là một cái phím để chúng ta kích hoạt nhanh một số những cái phím tắt á, dùng trong những cái trường hợp đặc biệt cần thiết nha, ví dụ khi các bạn gặp nguy hiểm hoặc thế này thế kia. À, cảnh bên dưới chúng ta có cổng USB Type-C được bảo vệ bằng nắp đậy, bởi vì con này thì có tiêu chuẩn chống nước lên đến IP69K, cái tiêu chuẩn chống nước cao nhất ở trên smartphone. Phía trước thì chúng ta có màn hình theo xu hướng giọt nước và cũng được bảo vệ bằng kính cường lực. Rồi tiếp theo, lý do con máy này có một cái mức giá cao như vậy là nó có một cái thông số cấu hình là cao hơn so với những cái chiếc máy thuộc phân khúc siêu bền trong cùng tầm. Đó chính là máy trang bị chipset Helio P70 và chúng ta có 8GB RAM cũng như là 128GB bộ nhớ trong. Thay vì những cái chiếc máy siêu bền trong phân khúc tầm là 4 5 củ đổ về á, thì chúng ta chỉ trang bị như kiểu là P35, G35, G25, rồi là A20, A25, rồi là P22, P23 kiểu kiểu như vậy. Và những cái đầu chip MediaTek thấp và cũ. Còn con này thì trang bị chip P70, con này thì mình tin các bạn đã quen thuộc rồi đúng không? Trang bị trên một số những cái mẫu smartphone tầm trung.
rất nổi đến từ Oppo hay là Vivo. Cũng chính vì được trang bị một cái cấu hình như vậy nên là con máy này thì nó xử lý với những cái tác vụ bình thường là khá ổn áp nha, khá mượt. Và cũng như là 8GB RAM hay 8GB bộ nhớ trong thì các bạn có thể là yên tâm để mà chúng ta xài trong thời gian lâu dài, tầm 2-3 năm mà không sợ nó bị lắc giật. Và đây là lý do để mà nó có cái mức giá cao như vậy. Các bạn thấy RAM trống thì ở mức 3.59GB trên 8. À, con này chạy Android thuần nên là mức RAM trống nó cũng tương đối ổn để mà chúng ta có thể là xử lý mượt. Về mặt màn hình thì máy sẽ được trang bị kích thước là 6,3 inch với tấm nền IPS LCD, độ phân giải là Full HD Plus, tỷ lệ không hình là 19:5:9, 1080x2340px với mật độ điểm ảnh là 407 ppi và tần số làm tên là 60Hz rất là truyền thống. Màn hình này thì mình thấy là có độ sáng khá tốt nha, các bạn có thể là quan sát được ngoài trời. Trước đây thì mình cũng từng review một số những cái sản phẩm thuộc phân khúc siêu bền trong tầm khoảng là 2 đến 4 củ thì cái tấm nền màn hình là một cái điểm yếu khi mà nó không quá cao. Và tất nhiên là một cái mẫu máy dành cho những cái người dùng rất là riêng biệt, những người hoạt động ngoài trời trong những cái điều kiện môi trường khắc nghiệt thì việc màn hình có độ sáng cao thì nó rất có giá trị để mà người ta có thể là quan sát tốt và làm việc tốt ở điều kiện ngoài trời. Nhưng để nói về những cái yếu tố khác như kiểu là chi tiết, màu sắc, tương phản góc nhìn thì mình thấy là ở mức gọi là trung bình thôi ha, cũng không có gì quá là nổi bật, chung là vừa đủ để mà chúng ta nhìn. Về cấu hình thì như mình đã nói thì với chip P70 và 8128 thì đây là một cái cấu hình thì không cao nhưng cũng không quá thấp. Các bạn có thể là đáp ứng những cái tác vụ xử lý hàng ngày rất ổn áp. Và gaming thì mình có test với tựa game như kiểu Liên Quân này, Genshin, PUBG và Call of Duty thì mình thấy cũng như là một số những cái tựa game nhẹ đó. Nếu như game nhẹ nhàng thì quá là vô tư rồi, chém tay cây đồ này kia đi ra. Còn đối với game tầm trung như kiểu Liên Quân hay là Call of Duty thì mình đánh giá là các bạn phải setting mức độ hỏa nó hợp lý một tí, bởi vì là mình đánh giá khả năng tối ưu với game của con này thì nó ở mức trung bình thôi, nó không quá tốt ha. Chuyển game thì cũng không quá gọi là mượt mà bằng những cái chiếc máy mà có cùng cái cấu hình đó, nhưng mà cơ bản các bạn chiến game tầm trung thì nó đủ ha. Còn nếu như mà chiến game nặng thì tất nhiên là không lý tưởng đâu, tầm này các bạn nên mua những cái chiếc máy cấu hình cao thì nó sẽ là sướng hơn. Nhưng mà mình cũng thử thấy nó cũng chiến Genshin 30fps tam tảo, kiểu tam tảo vậy thôi á, nó vẫn lắc giật nha, bởi vì tựa game quá nặng. Rồi về camera thì mình cũng có test, các bạn nhìn một số tấm mình chụp ở đây này thì mình cũng có đăng lên group thì mình thấy là cơ bản các bạn cũng đánh giá là ok. Bởi vì dù sao là với một con máy ở phân khúc giá là tầm 6-7 triệu như thế này thì ít nhiều cũng được đầu tư về camera. Thì máy sẽ có cam chính là 48MP này, chúng ta có cam góc rộng và một cái cam xóa phông, cũng như là cam selfie phía trước là 16MP. Thì nếu như những cái bức ảnh chụp trong điều kiện bình thường đủ sáng thì mình thấy ảnh chi tiết khá ok, màu sắc, tương phản tốt, không bị sai lệch. Đó, nói chung cam chính 48MP con này chụp ok ha. Nhưng cam góc rộng thì nó khá là cùi, bạn thấy đúng không, chuyển vào góc rộng đấy là tối thui luôn, dãy nhảy sáng quá kém, nên là con này chụp phong cảnh cũng không lý tưởng lắm đâu ha. Nói chung con này thì mình nghĩ là các bạn sẽ chụp bình thường ở trong điều kiện thuận lợi, còn nếu như chụp hardcore thì con này nó cũng không thể mà đáp ứng được tốt đâu, bởi vì là phân khúc con này là hướng đến đó chính là siêu bền. Cam selfie 16MP thì mình cũng đánh giá ở mức vừa đủ dùng đó, nói chung là nó cũng có chi tiết ổn, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cũng không, đây cũng không phải là cái dòng máy thiên về cam selfie đâu, các bạn chỉ dùng để gọi video call là chính mà thôi. Về phần mềm thì chiếc máy này đang cài Android 10, các bạn có thể nhìn thấy là đó, Android này thì nó hơi cũ một tí ở cái thời điểm này, nhưng mình nghĩ là ok Android 10 cũng được, cũng không nhất thiết phải Android 11 đối với những cái dòng siêu bền như thế này. Và bên trong thì chúng ta có một số những cái tính năng, nói chung là về cơ bản là nó cũng khá là thuần, ví dụ như là những cái cử chỉ này, lật úp để tắt chuông, rồi là đó một vài những cái cử chỉ thông minh, chúng ta có đó vuốt qua cảm biến, ba ngón tay để mà chụp ảnh màn hình, rồi là chụp ảnh cuộn kéo dài, một vài những cái tính năng rất là cơ bản. Bên trong thì các bạn có thể tùy biến lại cái phím ở bên này này để mà chúng ta khởi động nhanh những cái app hoặc là vào cái chế độ đặc biệt. Rồi chúng ta có cái chế độ gọi là SOS để bấm cái cây này thì nó sẽ kích hoạt chế độ SOS lên, kiểu như là khi các bạn đi lạc đường hoặc là ở trong rừng đi du lịch gì đó bị lạc thì các bạn có thể là kích hoạt cái này lên. Rồi là có cái đèn như này này để khi các bạn cắm sạc pin thì cái đèn Iron Man ở phía sau nó sẽ phát sáng lên, trông cũng khá là đẹp, nhưng mà ánh sáng nó màu đỏ ha, nhưng cũng không rõ là có thể
Nhưng mà phần mềm con này thì nó cũng không tùy biến để chúng ta chỉnh những cái màu sắc khác nhau. Và các bạn có thể là cài đặt khi chơi nhạc sạc pin có cuộc gọi đến thì cái đèn này nó sẽ là nhấp nháy. Thì mình nghĩ cũng rất ok để chúng ta chủ yếu là không miss những cái cuộc gọi thông báo là được, hoặc là tin nhắn. Rồi tăng phần pin thì có tính năng đó, sạc pin không dây. Lúc nãy thì mình có demo cho các bạn xem rồi, mình thấy hoạt động khá ok, có tính năng là tăng tốc và tính năng gọi là quét mã QR code trong những cái trường hợp cần thiết này. Đó, về cơ bản thì có những cái tính năng cơ bản như vậy mà thôi. Về loa thì máy chỉ có một cái loa đơn và nó đặt ở mặt lưng nha. Ở bên này thì làm họa tiết cho nó đối xứng chứ đây không phải là loa này. Và âm thanh thì mình thấy là cũng ở mức bình thường thôi. Nó có âm lượng cũng lớn nhưng mà cũng không hay lắm, bởi vì loa này thì mình nghĩ là cũng không được đầu tư. Với lại là loa trên những cái dòng máy chống nước thì thường chúng ta phải gia cố làm sao để nó đạt cái khả năng kháng nước tối đa, nên có thể là nó không thể đạt được cái công suất hoặc là cái chất âm nó tốt nhất, thì chúng ta phải chấp nhận cái điều này. Và về pin thì máy có dung lượng lên đến là 10.000 mAh và như mình đã test này, thực sự là con này khi mà mình mở ra tầm khoảng gần 90% là cách đây tầm 2 ngày, mà mình test đến bây giờ mà pin nó vẫn còn 34% là các bạn đã biết là nó trâu bò cỡ nào rồi. Và con này thì các bạn chơi một ván liên quân chỉ tốn 1%, có khi không tốn 1% pin nào, và xem YouTube 1 tiếng thì hết có 7-8% pin thôi, đó bằng kết nối wifi ấy đó. Và con này các bạn có thể yên tâm, nếu như làm máy phủ thì có khi cả tuần, ý là chỉ nghe gọi lướt web cơ bản chắc phải cũng gần được tuần, còn nếu như các bạn xài nhiều thì tầm 2-3 ngày là nó hoàn toàn vô tư. Đó là đây cũng là một trong những cái điểm mạnh nhất ở cái chiếc máy này.